Này thiện hiện, nên biết tám giải thoát là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết pháp môn giải thoát không là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết bậc cực hỷ là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết năm loại mắt là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, sáu phép thần thông cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết pháp môn Tam Ma Địa là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, pháp môn Đà La Ni cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết 10 lực Phật là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. 18 pháp Phật bất cộng cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết pháp không quên mất là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, tánh luôn luôn xả là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết trí nhất thiết là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết tất cả hạnh Đại Bồ Tát là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết thánh đế khổ là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, thánh đế tập diệt đạo cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết tánh nhân duyên của các pháp là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, các chi duyên khởi cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên biết pháp không nội là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng là thiện hữu tốt nhất của Đại Bồ Tát.